Nếu ai đó đã một lần ngược hay xuôi dòng Long Đại, hẳn sẽ khó quên cảnh sắc nơi đây. Trên chiếc thuyền máy nhỏ, chúng tôi đã may mắn có dịp ngược dòng Long Đại vào một ngày thu. Xuất phát từ bến Long Đại, thuyền chúng tôi bắt đầu hướng về phía nguồn của con sông này. Giữa cái mênh mang khoáng đạt của sông nước, mây trời và núi non hùng vĩ, con người như nhỏ bé lại, lòng người cũng trở nên nhẹ nhàng, thư thái. Cảnh sắc thanh bình và hoang sơ như chưa có sự can thiệp của cuộc sống hiện đại. Thi thoảng chúng tôi mới bắt gặp chiếc thuyền câu của những người làm nghề sông nước và thấp thoáng một vài ngôi nhà nhỏ qua những lùm cây ven sông. Đang thả hồn mình theo mênh mang sóng nước thì bỗng núi đất răng hàng sừng sững trước mặt với những hình thù kỳ thú. Và du khách có thể mặc sức tưởng tượng so sánh. Nhiều người ví von cảnh sắc nơi đây như một tiểu Hạ Long ở Quảng Bình, và không ít doanh nghiệp du lịch đã bắt đầu tìm đến. Có thể nói đây là một cái điểm đến rất là lý tưởng và thú vị. Chúng ta trải nghiệm đi bằng thuyền và đi 5 km, và hai bên sông thì có dãy núi rất là tuyệt vời, và có thể nói đây là một kỳ điểm đến là rất là có tiềm năng, và hy vọng sau này sẽ là một cái điểm đến mà thu hút được rất là nhiều khách, lượt khách tới để mà trải nghiệm. Long Đại là con sông bắt nguồn từ phía tây dãy Trường Sơn qua hàng chục thác lớn nhỏ với độ dốc cao, nước cuồn cuộn, sông uốn lượn như rồng cuốn rồi đổ về đồng bằng, gặp dòng Kiến Giang ở ngã ba Trần Xá. Trong chuyến ngược dòng Long Đại, điểm nhấn của tour khám phá chính là vượt thác Tam Lu. Thác Tam Lu ở độ chênh mặt nước hơn 20 m với độ dài trong khoảng chưa đầy 100 m. Thác có 3 bậc nước do đá dựng lên, lởm chởm, khúc khửu, gập ghềnh. Một chút hồi hộp lo lắng khi ngồi trên thuyền để vượt qua các điểm khó của thác Tam Lu với những bờ đá sắc nhọn. Có lúc tưởng như thót tim khi con thuyền bất kham, nhưng chỉ trong tích tắc, người chèo mũi vừa lái thuyền đi đúng hướng, vừa tạo thăng bằng cho thuyền vượt thác. Với sự chèo lái tài tình thiện nghệ của họ, thuyền đã vượt thác một cách ngoạn mục trong tiếng reo hò thán phục của những người đứng trên bờ. As their main transport route, there's no roads into the villages along the river, and to get to their villages, they. Trước đây, tôi chưa bao giờ đi thuyền nhôm vượt thác và tôi cảm thấy rất hào hứng với nó. Lần đầu tiên vượt thác, tôi có chút sợ hãi. Con thuyền thực sự bay trong không trung và đáp bịch xuống mặt nước. Người điều khiển thuyền tập trung lái thuyền trong suốt chuyến đi. Tôi thấy anh ấy rất tự tin và chúng tôi đã thực hiện chuyến đi thành công. Tôi cảm thấy rất vui và thú vị. Để có thể vượt thác Tam Lu, người lái thuyền phải nắm rất rõ các ngóc ngách trên con sông này. Sự phối hợp giữa người chèo lái và người chèo mũi như những nghệ sĩ xiếc trên sân khấu cũng chính là một trải nghiệm thú vị cho du khách. Trong chuyến ngược dòng Long Đại cùng chúng tôi lần này, có lãnh đạo huyện Quảng Ninh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp du lịch có tiếng ở Quảng Bình. Họ đang trong quá trình khảo sát về khả năng phát triển tour du lịch sinh thái mạo hiểm ở địa điểm này. Để xây dựng một số cái sản phẩm du lịch mang cái tính chất là một là để thám hiểm, rồi hai là cả các hoạt động du lịch mang về cái ấn tượng mình đây thì rồi mình đây ba nữa là sinh thái ở đây tuyệt vời, bởi vì chúng ta thấy ở cái giữa trung tâm cái thành phố không xa, nhưng mà lại có một cái sản phẩm, một cái tài nguyên như thế này mà chúng ta chưa đưa vào khai thác du lịch được. Thì hôm nay huyện Quảng Ninh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và chúng tôi cũng mời một số doanh nghiệp để với tư cách là họ tư vấn cho cái loại hình phát triển cái loại hình du lịch gì ở khu vực này. Nếu chúng ta xây dựng cái tour du lịch này tốt và quảng bá tốt
rồi tổ chức thật tốt thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách đến về cái thăm lưu này và trên cái tuyến du lịch Long Đại. Và cái cơ bản của cái mục đích của chúng tôi đang đi tìm ra cái tuyến này, một là giới thiệu được cái tài nguyên của Việt Nam, của Quảng Bình, của Quảng Ninh trên dòng sông Long Đại này, và một cái nữa là phải là tạo được công ăn việc làm cho người dân. Nếu được khai thác một cách hợp lý thì ngược dòng Long Đại vượt thác Tam Lu sẽ trở thành một tour du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế, khi kết hợp giữa du lịch sinh thái và mạo hiểm cũng như khám phá những trầm tích văn hóa của các bản làng ven sông. Khi đó, những người lái thuyền trên sông Long Đại sẽ chính là những hướng dẫn viên bản địa cho du khách thập phương. Hy vọng trong một tương lai gần, thác Tam Lu, sông Long Đại sẽ là một địa chỉ ấn tượng trên bản đồ du lịch của Quảng Bình.